Xin chào tất cả anh em ha. Thì trưa hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô này là 12 cây, gồm 10 cây cỏ và 2 cây cưa ha anh em. Cưa thì có cho anh em một con Maru Yanma trợ lực nha anh em, e tự động cho mình luôn. Ram thì còn chữ rất là đẹp luôn ha. Một con Shinowa 393, một trong những dòng cưa khai thác rất là xịn sò luôn nha anh em, giá chỉ có 3 triệu thôi ha. Các cỏ thì có cho anh em bắt đầu từ con T3 cho tới con T12. Con đầu tiên là cái con Maru 23 ha, tình trạng nguyên zin nguyên bản hết cho mình nè. À, một con Robin hay ốp siêu gọn nhẹ anh em, con này thì cái màu áo nó có sơn thêm một lớp phớt thêm ở ngoài một màu nữa ha. Một con Echo khủng long ăn cỏ nè, con này Echo 23 năm trợ lực lớn dây thèo ha. Phía dưới thì có anh em một con Maru 20 tum gờ nha anh em, Maru vuông. Kế bên là cái con cơm 2003 siêu gọn nhẹ trợ lực và có cái ốp eo rất là xịn luôn. Một con Maru 23, con này tum gờ nha anh em. Kế bên là Maru 26 trợ lực lớn dây thèo. Một con Estin Mugi đứng 24 ha, 33 ly, 24cc chạy rất là lực nha anh em. Con này là một trong những dòng máy lực của hàng Estin nè. Và con cuối cùng là con Echo 36 ly, 31cc. Con này nó cũng được trang bị là hai kim cho mình luôn nha. Anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042. Số này có Zalo ha. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Giang Tèo nha anh em. Hình thức mua bán bên em á, khi mà anh em chốt hàng thì sẽ được bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Hàng tới nơi là anh em có quyền được kiểm tra, test máy, ok, ngon lành hết thì anh em thanh toán cho cái người giao hàng thôi, rất là đơn giản. Và cái lô chữ cái hôm nay em lên cho anh em là chữ T, và ngày đăng là ngày 17 tây tháng 10. Thì anh em chốt hàng nhớ cái mã máy giùm em. Đây, bắt đầu từ con đầu tiên là con cưa là con T1 nè, rồi tới T2, T3, T4 nó dài tới con cuối cùng là con T12 ha. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ủy ban xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Những anh em lần đầu tiên xem clip nhớ cho em một nút đăng ký kênh ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, phụ tùng theo cho anh em á, cắt cỏ sẽ là 6 món nha, còn cưa sẽ là 4 món ha nè. Rồi, em vô con đầu tiên cho mình là cái con T1 ha. T1 là cái con Maru ha anh em, con này là Maru Yanma CTS310M, một trong những dòng Maru cưa rất là xịn sò, được trang bị công nghệ hybrid nha anh em. Nòng 36 ly, 31cc, trợ lực giống kiểu như của thằng cắt cỏ là anh em kéo lên hết dây, buông xuống là nó chạy đó, bắt tua nó chạy đó. Và nó dùng e là e tự động, kéo ra đóng ha, lên ra tự động nó chả vậy nó mở cho mình luôn, không có sợ bị quên ha anh em. Và cái lam này là như mới luôn nha, lam như chưa xài luôn nè, tem mát chữ nó còn nguyên si luôn, rất là đẹp. Còn xích ở đây thì em đã cắt cho anh em bộ xích mới 100% luôn rồi ha. Con này thì anh em vừa mua xài vừa mua chân là ok luôn anh em, rất là đẹp luôn. Lam dài 4 tấc 3, nếu anh em cần thì anh em có thể lấy con này ra anh em cưa hạ gốc cây cũng được, ví dụ như cỡ cây dừa, cây bắp đùi là kia được hết luôn nha anh em, một tay cầm được luôn nha, tại vì nó dòng cưa tay cục ha, rất là tiện lợi cho mình luôn. T1 giá 2.500.000 anh em, cực kỳ đẹp luôn, nhìn con máy rất duyên dáng luôn nha anh em, thiết kế rất là xịn sò luôn ha. Tiếp theo là con T2. T2 là con Shinowa 393 nha anh em, một trong những dòng cưa khai thác xịn sò nhất của hàng Shinowa luôn. Dòng này nó 40 ly, 40cc luôn nha anh em, rất là khỏe cho mình luôn ha, cực kỳ lực luôn. Con này nó có cái xả cò nha anh em, xả cò hay gọi là xả áp đó. Anh em trước khi giật thì anh em ấn nó vô một cái, anh em giật rất là nhẹ luôn. Và con này nó cũng được trang bị cho anh em là một cái e tự động luôn nè, rất là tiện lợi luôn ha anh em. Và hơn nữa là con này nó là máy nòng đứng ha, chạy rất là lực luôn nha anh em, lóc nhọt nhôm luôn, có luôn cả cái phần xi gỗ cho anh em mình luôn nha. Hiện tại nó đang xích đó, thì nó quá chạy mòn rồi. Cái này anh em chốt em sẽ thay lại cho anh em bộ xích mới 100% luôn nha. Rồi, lam con này dài 4 tấc 8 nè. Lam anh này ra 14 tấc 8 này anh em còn gọi là lam 16 inch đó. Còn 4 tấc 3 hồi nãy là 14 inch. Số xe ghi máy thì còn đầy đủ cho mình luôn nha anh em. Đang kiếm một con cưa khai thác thì lượm con T2 nè, giá chỉ có 3 triệu thôi. Nhưng mà về cưa rất là lực nha anh em. Xin đây qua thì nó bao bóc bao chạy cho anh em luôn, mà phụ tùng thì rất là dễ kiếm, mà phụ tùng cũng rất là bền luôn nha anh em. Nếu anh em pha tỷ lệ 1 lít xăng là đúng 40cc nhất là bao xài cho mình luôn, rất là bền. T2 giá 3 triệu ha. Rồi, tiếp theo là con T3.
T3 là cái con Maru 23 nè, nồng 32 ly, 23cc. Con này anh em dùng gia đình cắt cước được hoặc là anh em có thể bơm nước được luôn. Nếu mà anh em xài cái tua hít ống ga 27 á, thì có thể đi được khoảng 5m nha anh em. Ha, dòng Maru tính ổn định thì cực kỳ cao luôn. Áo màu vàng nhìn rất là sáng máy luôn ha. Mặt tiền thì chưa bị nắm khói luôn nè. Hồng xả bô cũng không nắm miếng khói luôn nha anh em. Con này còn rất là mới luôn ha. Bình xăng con của nó là ga ngang quanh gồ luôn nha, rất là tiết kiệm xăng. Lốc thì có nhập Made in Japan cho mình luôn nè. Số seri thì nó nhập nổi luôn. Tum là tum liền, tum nhựa ha. Con này công tắc hiện tại nó nằm ở đây, công tắc zin anh em, nhưng mà nó hơi bị cứng quá, ấn hơi mạnh tay mới được á. Cho nên khi anh em chốt con này em sẽ dời công tắc mới qua đây cho mình nha. Giờ đây là ấn cho nó dễ anh em. Tay lái lắp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn, zin toàn bộ 100% nha. T3 giá 1.500.000. T4 là con Robin 2 ốp nha anh em, là cái phần này nó có hai cái ốp đó sát vô vậy nè, nó rất là gọn luôn, một trong những dòng máy siêu gọn nhỏ luôn nha anh em, tại vì cái bô và cái bình xăng con nó nằm sát vô máy luôn á. Nồng con này 32 ly, 23cc nha anh em. Áo thì nó kiểu như là áo jean, nó là màu này nè, nhưng mà cái này ông bên Nhật á, ông chủ sở hữu của nó thì ông có phết thêm một lớp ngoài nữa giống như là bảo vệ cái phần nước sơn jean đó anh em, cho nên là anh em nhìn nó có phần hơi chốc này, thấy không, cái phần chốc này nước sơn ông phết lại, còn nước sơn trong nước sơn jean nha. Bình xăng lớn mới ha, con này thì nó xài chế hai kim nha anh em. Tum là tum liền, tum nhựa. Con này nó dùng công tắc ấn nè. Tay lái lắp đầu bò trắng cỏ zin theo máy hết luôn nha. Có cái bình xăng lớn là mới nha anh em. T4 giá 1.400.000. Con này nó rất là gọn nha. Để em quay xa cho anh em nhìn tổng thể của máy, chứ để quay gần quá anh em thấy nó to quá cũng lại khổ. Tổng trọng lượng xăng nhớ con này chắc khoảng 4,5 kg thôi anh em. Tiếp theo là con T5. Chung mấy con máy mà mấy bãi này là dao động từ nồng 3-4 ly đổ lại thì nó khoảng 5 kg là cùng hả anh em, nó rất là nhẹ luôn ha. T5 là cái con Echo khủng long ăn cỏ nha, nồng 32 ly, 23cc. Con này thì bình xăng con hai kim mới, bình xăng lớn là zin nguyên bản cho mình. Tum là tum gời, tum nhôm nha anh em. Con này áo bằng sắt nha, cho nên rất là chắc chắn cho mình nè ha, mẫu còn nguyên si luôn. Tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết. Con này chỉ có cái bình xăng con là mới nha, còn lại thì nó là zin hết. Thay mới là do kiểu như là bình xăng zin đó anh em. Về đây xài xăng Nhật, xăng Việt nhất Việt á, nó không giống như xăng Nhật của Dứt Nhật, cho nên là rất là chậm nổ. Cho nên là em thay hai kim mới này nè, cho nó phù hợp đặng Dứt nó nhảy nổ hơn. T5 giá 1.400.000. T6 T6 là con Echo Kiwis ha. Nồng con này 32 ly, 23cc nha anh em. Echo 235 ha. Nồng 32 ly, 23cc thì nói chung anh em dùng gia đình khá là ok rồi. Mà cái dòng Echo này chạy cực kỳ bốc nha anh em. Vừa bốc mà lại vừa tiết kiệm xăng nữa ha. Chụp giật trợ lực lớn có dây thiều nè. Bình xăng con là hai kim ha. Bình xăng lớn zin nguyên bản. Tum là tum liền, tum nhựa nha. 235 nha anh em. Đây, số seri máy còn mình luôn. 235 luôn ha. Rồi, con này công tắc hiện tại đang dùng trên tay luôn nè, trắng cỏ đầu bò đầy đủ ha. Công tắc này nó tiện cho mình á, khi mà anh em muốn tắt máy thì mở máy thì anh em cứ trên đó là anh em mình làm luôn à, nó rất là tiện luôn. Tình trạng này zin nguyên bản liền lạc, không bể không vỡ, bô thì còn trắng đẹp luôn nha anh em, rất là ok ha. T6 giá 1.500.000. T7 T7 là con Maru 20, Maru đầu vuông ha anh em, nòng 30 ly, 20cc, áo đẹp xuất sắc luôn à, vừa nó vừa dặn mà cái màu nó màu đỏ nó anh em, đỏ mà nó còn đỏ mà mới luôn á. Nha. Con này bình xăng lớn mới nha, còn lại bình xăng con là zin nè, xăng con quanh gồ nha, trong lốc thì có dập Made in Japan cho mình luôn, đây chữ rất là to luôn nè, chữ chào bá luôn, lốc thì rất là đẹp luôn, đặc biệt con này là tum gời, tum nhôm. Anh em cần thì anh em có thể tháo gời nó ra được luôn nha. Tháo gời mình xài riêng cũng được luôn.
Tại vì cái tính năng của thằng tum gậy thì cần tháo buông ốc nó ra là mình xài cái đầu máy ghiền à. Con này công tắc nằm dưới đây nha anh em, lưu ý giùm em nha, công tắc ghiền luôn. Mấy thằng Maru đồ vua là thường công tắc để đây không nè. Nó thiết kế ngộ lắm. Rồi, lắp tay lái đầu bò đầy đủ cho mình hết nha. Con này thì zin hết, chỉ có cái bình xăng lớn là mới nha, còn lại là zin nha anh em. Lốc thì còn rất là đẹp luôn nha. T7 giá 1.500.000. T8. T8 là cái con cơm 2003, nòng 32 ly, 23cc anh em. Con này là thứ nhất gọn nhẹ, thứ hai trợ lực nữa, rất là phù hợp dùng gia đình luôn. Nhất là chị em phụ nữ hoặc là những bác lớn tuổi đó, dùng con này là ok luôn. Nhẹ nè, mà trợ lực nữa ha. Kèm theo đó nó có cái ốp eo rất là mềm luôn, ốp eo xịn mà nó mềm như nệm kim đan đó nè. Nó giúp cho mình là khi mà cắt nó tì vào cái eo hoặc cảm giác không bị đau. Rồi, con này tum liền, tum nhựa nha. Công tắc ấn cho mình luôn nè. Lắp tay lái đầu bò đầy đủ cho mình hết nha. Giờ chỉ việc là xăng phai nhớt vô là xài thôi. Tình trạng zin nguyên bản, áo liền lạc không bể vỡ nha. T8 giá 1.550.000. T9. T9 là con Maru 23 ha, nòng 32 ly, 23cc, áo màu xanh nước biển nhìn rất là tươi luôn nha anh em. Con này bình xăng lớn cũng mới ha, bình xăng con thì nó là bình xăng con gang ngang zin nha, quanh gò nè, trên cái chế nó có để cho mình luôn. Trong lốc thì có dập mắt in da băng luôn nè, zin luôn nha. Tum là tum gời, tum nhôm luôn, cái tum rất thông dụng, cặn thì có thể tháo gời được luôn. Rồi, lắp tay lái đầu bò đầy đủ nha, con này thì dùng gia đình ok, bơm nước hoặc là anh em dùng để sướng xịt thuốc cũng được luôn ha. T9 giá 1.600.000. T10. T10 là con Maru 26 ha, nòng 34 ly, 26cc. Con này thì nó zin nguyên bản hết cho mình luôn. Chụp giật là trợ lực lớn, có dây thèo ha. Bình xăng con là ga ngang zin nha, quanh gồ nè. Trong lốc thì con này nó cũng có dập mắt in da băng cho mình luôn. Đây ha, bình xăng lớn là zin nguyên bản nha nè. Tum con này thì đó là tum liền, tum nhựa. Công tắc thì là công tắc gạt nè, lên mở, xuống là tắt. Tay lái trắng cỏ, đầu bò đầy đủ luôn nha. Con này trên lắp là còn tem mát cho mình, chưa bị chóc luôn nè. Con này zin nguyên bản nha nè. Có cái là cái áo nó phần như là kiểu như nó hơi bị tái chút xíu, liền lạc không bể vỡ ha. T10 giá 1.800.000 nha. T11. T11 là con Estin 24 ha, nòng 33 ly, 24cc. Con này phải gọi là quá xinh xò luôn nha anh em. Thứ nhất nó là hãng Estin, thứ hai nó là máy bugi đứng, bugi nằm trên, giật rất là nhạy nổ và lửa đánh rất là tốt cho nên rất là khỏe nha. Đặc biệt nó được trang bị bình xăng con 2 kim quanh gột, rất là tiết kiệm xăng luôn. Bình xăng lớn thì đã thay mới nha anh em. Công dụng của con này là có thể tháo được đầu máy gời nếu anh em cần ha. Chân cẳng đầy đủ nha anh em, với lại cái màu xanh lá cây nè, nhìn rất là sáng không máy luôn. Cầm zin trắng cỏ cũng là zin cho mình luôn, theo nguyên bản theo máy hết luôn. Con này mà anh em nào xài dòng này gọi là anh em biết, chạy rất là bốc nha anh em, rất là khỏe luôn. T11 giá 1.800.000 ha. T12. T12 là con Echo 31 nè, nòng 36 ly, 31cc. Giống như mấy con Echo kia thì con Echo này cũng vậy, chạy cực kỳ bốc và rất là tiết kiệm xăng. Nhưng mà con này nòng mới tới 36 ly. Thì mấy anh em nào cần cắt cỏ cứng, cỏ dày, cỏ bụi kia lượm con này về nha. Đặc biệt nó được trang bị là hai kim quanh gò nha nè. Giống như con Estin thì nó rất là tiết kiệm xăng cho mình và giật thì cực kỳ nhạy nổ luôn. Tình trạng thì nó nguyên zin nguyên bản hết cho mình và áo là áo sắt nha nè, rất là chắc chắn cho mình luôn. Tum là tum gời, tum nhôm ha. Con này nó dùng công tắc ấn nè, tum chưa gớt miếng nước sơn luôn. Quá đẹp luôn nha anh em. Echo 31.
Số xe ghi là 002700 nha anh em. Tay lái đầu bò đầy đủ cho mình hết nha. Việc xăng phải nhớ kêu là xài thôi, tình trạng nguyên zin nguyên bản hết luôn ha. T12 giá 2.500.000. Ủa 2.200.000 nha anh em. 2.200.000 ha. Rồi anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em nha. Chào tất cả anh em.